Đó nói chuyện có nữa không thì không, nó có với hai nữa nó này nó kia nọ, với bà cậu đâu chịu đâu, thấy gì với bà cậu có tâm linh lắm. Hồi đó là Dương biết đó, là hồi mới có vợ có mấy đứa là chăn câu quần riêng đó, mà nước vừa rúng rồng nó hừng lớn gì mà nghe dân dẫn dẫn à, mình không thấy thiệt nha, Người ta là tiếng mấy nói hả? tiếng nói nói nước rồng ơi, thế vậy mày đi. Ghe của Dương Hai đó được đi một vòng khu vực sông Dầm Nao vào ban đêm á, thì ngày hôm nay Dương Hai mời mấy con đi khu vực Dầm Nao á, có gì không Dương Hai? À, đi cũng có con cháu giờ dùng đêm hôm cũng cực khổ mà nó đi ra đây đang mà cho biết hả, cho biết xong dầm nào chỗ bún đó, chỗ người ta nói không chèo được ghe đó rồi, bữa nay đó dưới cái nhà siêu thị nó gớt xong đó là tại đây ngay chân chỗ này luôn, ngay chân chỗ này luôn. Bây giờ hiện tại giờ khu cái biệt thự nó nằm biệt thự nó còn nằm ngoài này cách ra chừng khoảng 100 thước, trăm mét là ngay ra đó, đây ngay chỗ luôn, ngay điểm. Vậy là Dương Hai cái đêm hôm nay á, là Dương Hai ý là mời mấy con đi theo đặng Dương Hai chứng minh Dương Hai lặn xuống Chứng thử lặn không? Thôi ban đêm thấy nguy hiểm quá khỏi đi Dương Hai, chỉ cho con biết về cái buổi ban đêm sông nước ở khu Dầm Nâu là được xong rồi. Vòng vòng. Ông hai cho con hỏi ông hai là cái ví dụ cái nghề này là cái nghề bà cậu không hai, là mình không có được nó dốc không hai? Dốc con em đó mà cái nghề bà cậu mà thấy phước mặt về mấy ông, cái nghề bà cậu đó giọng bà xưa nói gì đó mà mình không tin là không được. Cái nghề bà cậu này nó khó khăn lắm, chứ đừng nói dốc có láo ông ơi, kêu cũng ngon mình làm ăn chứ không được. Có người trên bờ kìa, thì bờ mai ta nói được, ta nói gì có nấy á. Cái nghề bà cậu á thấy vậy là phước người phước mặt thì mình không có thấy được. Dạ đúng rồi. Chứ cái tâm linh của mấy ông hồi xưa tới giờ nói là có. À, có một số người người ta nghĩ là nhiều khi mình nói gì là cái nói dốc à, nhiều khi người ta không có tin đâu hai. Thì con cũng nghĩ là cái nghề bà cậu này chắc một số người người ta biết thì người ta không 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 nói, còn một số người ta không biết ta mới nói, chứ nghề bà cậu là nói dốc là không có được. Nó dốc không được chứ mà hồi chẳng là trên bờ, mà trên bờ chứ bà cậu cũng cũng có gì. Đất nước ông bà ông tà bà cậu cũng có đầy đủ, trên bờ chứng với sông mấy ông cũng chứng đó. Chứ mình đừng nói bậy bạ, cũng khó khăn nói là có chứ mà không. Nhưng anh kỳ đó giấy nó bậy với thời đó, đó lặn bị liền ai lặn chà thôi đó, lặn chà thôi trong mé bên Phú Tân đó, lặn chà nó không nói mà còn bị đó, bị là cúm giò luôn đó. Vậy là nó không thời với bà có cậu rồi nói dốc hay sao vậy? thời nó dốc mình nói bậy bạ này kia nọ đó, nói chuyện có nữa không thì không, nó có với hai nữa nó này nó kia nọ, với bà cậu đâu chịu đâu, thấy gì với bà cậu có tâm linh lắm. Hồi đó là Dương biết đó, là hồi mới có vợ có mấy đứa là chăn câu quần riêng đó, mà nước vừa rúng rồng nó hừng lớn gì mà nghe dân dẫn dẫn à, mình không thấy thiệt nha, Người ta là tiếng mấy nói hả? tiếng nói nước rồng ơi, thích vậy mày đi thăm lứ Rồi. nước vừa rồng rồi đó, rồi hả nước vừa hừng lớn là mấy em vẫn kêu lỗ tai tôi nghe rõ ràng, Thì ngủ mê lắm. Hồi đó thì mới cưới vợ về mà đâu có như lớn tuổi đâu, nhưng còn trẻ đó là nghe dặn 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 là thức dậy là nước vừa đứng, vậy là mình làm cái nghề vừa đứng nào nước vừa đứng nước, nghề nào phải tin về vào nghề tin đó. tưởng ngày nấy. Con thấy hồi nãy con đi ngay trong cái bún mà nước sấy đó, thấy quá, còn giờ này nó quá sấy luôn, nước chảy khá là nhiều. Vậy là ban đêm giờ nào cũng vậy hay sao, giữa ngày hả, nghe con nước? Nghe con nước, con nước lớn thì ông yếu một chút, còn nước rồng mà chảy mạnh thì ông dội dữ lắm, cái ào 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 nước mình nghe đó, nhưng mà không đâu còn sống nữa, sống trướng như sống nam này kia là dữ lắm. Vậy là Dương Hai lặn như vậy là thường thường Dương Hai lặn ban ngày hay là ban đêm, hay là có ghe lúc nào chìm là Dương Hai ra cứu hộ vậy đó? Là chìm lúc nào làm lúc nấy à, tiếp tay dắt máy à, chứ không có nghỉ. Thấy khi một đội hai giờ, 2 giờ, 1 giờ, 2-3 giờ sáng cũng là tự nhiên, khi có chuyện mà mình hay là mình có ra cái chuyện liền là nha. giúp bà ta, chứ mình không có nghĩ cái giác nào hết trơn á. Cái hàm ếch là ngay chỗ này luôn không hay? Ngay ngay chỗ chỗ này luôn, bờ kè này luôn ngay không bờ kè này luôn.
là cái căn biệt thự mà lúc là bị sụp xuống là còn nằm, hiện tại là nằm dưới luôn không ạ? Còn nằm ở đây trong mé nó ra khoảng 100 mét. Con nghe nói là ông chú hai kia ông nói là có một cái ghe đá, hiện tại về cũng vẫn còn đá còn ghe luôn, có không vậy ha? Có ghe đá, là ghe đá bị hồi xưa đó là mấy ông chở đá đó bị bể là chìm gần chạm dầm nào đó nhân trên đó đó thì đá cũng nào nó lớn nè, mày chú có lặn rồi đó. Bè nó dày gì nè, cong cũng bự gì nè. Đó. Vậy là chiếc ghe đó mình lấy lên được không Dương hay? Không được, bởi vì nó giờ nó gã ở bên tôi trơn rồi, quá lâu rồi. Vậy là dán mình lấy xài cũng không được luôn ha? Không sợ, hai không được. Chứ mình lấy không nói đâu, bởi vì cái đá nó quá nhiều, ghe đó lớn mà. Bây giờ còn 4-5 miếng nha. Có thiệt hại tính mạng tới con người không Dương hay? Cái ghe đó là hồi xưa mình không biết, là ông bà kể lại. Ông bà kể lại chìm nó thôi, thì sau này vẫn có lặn. Lặn hoài ai? Mấy thằng em nó chài thì kêu mất gốc rồi kia thì mắc vô đó thì lặn dở ngoài đó. Cái việc mà Dương hai lặn ghe như vậy, con có nghe nói là Dương hai lặn có thể bắt cá được nữa phải không? Có, bắt cá được luôn. Dạ. Vậy là bữa nào Dương hai chứng minh cho con bữa Dương hai? Bữa nào đi, bữa nào lặn một bữa với cái này. Hồi xưa con nghe là ngay cái ngã ba Dầm Nao này là sống là lưỡi búa không? Sống lưỡi búa gì không? Nó dằn nước luôn hay gì không? Tạt nước luôn mà, tạt nước hơn nữa. Chắc hồi đó là tới nước đổ là nó mới có sống hay là tới... nước đổ mới có. Nước đổ như mấy tháng này nè, mấy tháng này là sống dập á, sống cái ghe cỡ trăm dạ là chạc mũi luôn á. Vậy là như hai con cũng nghe bà con vòng vòng ở khu vực này chia sẻ là nói là xưa có ghe mà chìm đây đó, là có cũng như là sống một người thôi còn như chết hết, tại vì có một người vợ tham của chạy vào có như hay có cái ghe đó kìa, đó ghe nó chở cát. Chở cát ta châu trở về chạy xuống đây cũng kế bên đây, nó cũng cái dùng sạt lở này đều cách lên từ cái chỗ sạt lở lên khoảng 100 mét. Cái dòng xoáy không như hay là nước chảy đó, dòng xoáy đó, bởi vì nó lộn đó, đây nó lộn quặn đây nè. Quặn nó có hầm hết, cái ghe nó chìm luôn, là con vợ mất tích luôn tới bây giờ chỗ này luôn đó. Là không tìm thấy xác luôn? Không tìm luôn, giàu lắm. Chồng kêu thợ lặn là lấy hút cát hết trơn, lấy ghe ra luôn, lấy từ miếng luôn á. Không thấy vợ luôn? Không thấy vợ luôn, mất tích luôn. Dạ, con có nghe, có ai chứng kiến cái cảnh đó mà thật sự thấy bà vợ chạy vào đảo vào không vậy nè? Có hai chồng, ghe ra giá phải chìm nên có hai chồng, mà hai chồng đi sống quá sống á. Sống như nước nó chảy, đúng là nước chảy mạnh lắm. Cái đó ban ngày hay là ban đêm vậy hay? Ban ngày. Vậy Dương hai có chứng kiến không? Phải có bà con nào thấy không Dương hai? Ở sớm này ta thấy. Dương hai lúc đó bị ở bờ bên kia là không thấy rõ. Thì nghe mấy ông ở đây là vậy thôi. Có kêu đằng này có lặn mà đằng này lúc đó nước chảy qua đằng này lặn không lọc. Có đem người nhái lên lặn ha. Đó ngay mùa nước hả Dương hai? Trăng mùa nước, tháng 8 mà nè. Có mưa gió gì không Dương hai? Hay là tự nhiên cái sóng lên là chìm luôn à? Không, cái dòng. Dòng Nam mà nè. Dòng Nam mà dữ lắm, ở đây dòng Nam là dữ dằn lắm. Rồi lớp nước chảy rồi gọt nước này cũng xáy nữa. Cũng xáy nữa. Rồi năm đó lại chìm luôn. Bỏ xác luôn. Vợ là tôi nghĩ là nó vô cái hầm ếch này là kẹt trong. Kẹt ở trong. Bởi vì nó xáy gì nè. Xáy vô cái hầm ếch rồi kẹt ở trong. Xáy vô hầm ếch là ông kẹt trong luôn. Rồi đây lúc đó đây cá nhiều. Cá sủ, cá hô, cá bông lao vô, cá dứa còn nào nó gì đó bay xa khú rồi. Bạnh này chứ đâu nhỏ đâu. Chắc có cá có phải cá lắm. Cá ghẻ cái Dũng đưa vô dư cái môi mình đưa vô gì thì mắc kẹt vô đó thì qua sình ra thì con cá này mạnh, con nào nó rút thì đó, đây là cá tối đa mà mấy ông nhân câu một ngày là đêm ngày là cả 170-180 kg cá kết cái nghe. Nó còn cá cốc cá này cái kia, cá sát cá dứa là riêng là mấy ông không có tính tới đó. Rồi, nguyên cái dàn này là câu không à, câu cá kết không. Còn nghe nói ở dưới cái ngay kế cái hầm ếch là đất cũng như là đá không? Đất sét này muốn thành đá rồi đó. Nó cứng quá mà. Nó cứng. Thành quá luôn. Cứng dữ lắm. Chứ nó không như quá thạch luôn rồi hả? Thì gan cục đá mình. Chứ có cũng có một số người ta nói lại là nhiều khi mình cào và mình dăng lưới dính cái là gách lưới mình luôn. Trời ơi, banh chành lú hoài gì, gách lưới trơn nè. Đứa thấy đó mà cào kéo lên cứ khi lọt luôn. Dạ. Lọt luôn. Nó cứng như một cục đá phải lớn thôi mà kinh không nổi nè. Không có bự. Dạ. Vậy là ngay cái việc khu vực mà dòng xế dòng nao này có rất là nhiều người với ghe thuyền đồ đắm và thiệt mạng ở đây
bởi vì mới gọi là cái dòng sông quyền bí là như vậy đó, phải không Dương Hai? Đấy. Nhưng mà có khi nào mà những người mà đi giăng câu lưới hoặc làm cái nghề thợ lặn như bác Dương Hai á, có khi nào bị nhát, dông nhát ngay tại đây không Dương Hai? Không, bây giờ dông nhát không có. Vì là không nhát. Cái dòng sống thôi. Cái dòng sống gió rồi kia đi ẩu ẩu gì là cũng kiềm bãi sùng lứ rồi kia cũng kiềm cái mồ á. Thấy gì? Thấy gì chạy không kịp. Chạy không kẹp là cũng chìm hoài à. Chứ không phải là gì, bởi vì chứ còn hô nhát là đó giờ đây là không có ai nhát. Chứ xong là không ai nhát. Có chứ. Thật sự ở đây có ma da thật sự không Dương Hai? Không, đó giờ ở đây hồi dựng trai xanh mè rẻ tới giờ là nó ma da là không biết ma da luôn. Không thấy luôn. Cũng có nhiều anh chị đã hỏi là ma da là như thế nào, chú Hai không biết ma da là như thế nào thì này là ma da không biết luôn. Một cái câu hỏi là rất là khó trả lời. Bởi vậy. Còn có số anh chị người ta hỏi là cái sống lưỡi búa là như thế nào, chú Hai có thể diễn tả cái sống lưỡi búa đó cho bà con anh chị có người ta biết có người không biết. Cái sống lưỡi búa thì nó dập nhô nó liên tiếp liên tiếp luôn. Dạ. Đó, nó nhảy lên hoài, ông nhảy với luồng luồng này đã tới luồng kia đó, nhảy lên như biển vậy đó, vừa thoát không được. Đó, là như không phải mà ông lên cái luồng dài nha. Như sống ghe mình á thì ông đi cái đường dài. Còn này ông nhấp đây dần sống đều voi đó. Yeah. Liền phát chứ không phải là như mình sống ghe hay sống biển. Yeah. Phải mà hiện tại bây giờ còn sống lưới búa để cho chứng kiến bạn nông dân Tây Quy chứng kiến đợt sống lưới búa. Có mà. Cũng có nữa mà cái đợt nào mà dòng bây giờ này có không Dương Hai? Giờ này im rồi, im chờ rồi. Gió lên á. Tiếc quá ha. Gió mạnh lên á. Mà con cũng nghe đồn là hình như là khi nào mà sống lưới búa nổi lên là có gió lên nè. Có gió trước. Gió dạ. Trước là bắt đầu sống lưới búa. Ngộ ha. Đó. Có dịp nào đó là hôm mà dông nam á. Dông nam mình lên nhóm bay nam lại cả như đi. Cái ghe mình chạy lại trước đó, là chừng nổi. Đó. Tại vì bữa đó giữ hai lặng đó rồi Nabi với Tài hai thằng về ngang cái đợt sống có lưới búa hai thằng nó bị say sóng. Tự nhiên đâu mà nổi lên con không hiểu nữa. Rồi, gió là không sống mà không chịu mưa. Ướt đầu luôn. Ướt đầu luôn mà. Ướt hết đầu luôn. Lúc mấy 4-5 năm trước kìa, cơ cấp mà mới gặp bà này sao đó ha. Yeah. Là ba cái ghe vậy tôi ra đi đang đi cào đó là ba nắm cái cột phải chịu đó. Ông cái cột phải chịu. Không dám buông dụng với trung kinh mới ra. Yeah. Mình thì quen rồi. Mà sống cái ghe gì nó giả lên thì văng nước mình ngồi đây nước ra. Chứ không phải là ngoài đó nha. Là ông giả nước văng vô tới trong này luôn, ướt mình hết trơn luôn. Chứ không phải vậy. Như là vậy là Dương Hai á, mình đi ra cứu hộ trực tiếp á, những cái bà con mà Dương Hai thấy nó như là quá tào tệ đi rồi, Dương Hai có lấy tiền không Dương Hai? Không, cái đó là không có lấy tiền. Cái đó mình cứu hộ tiếp ta là không có lấy tiền nữa bạc. Dạ, đó là mình giúp người thôi. Dạ, giúp người như là mình đương nhiên, dĩ nhiên là mình tự nhiên mình thấy á, là mình ra mình cứu hộ liền luôn. À, chứ không có chờ người ta kêu. Dạ. Ví dụ bằng đêm, có bằng đêm nữa, chìm đêm á, thì người ta la lên. Nó bớ ư người ta tiếp bị chìm ghe gì đó. Yeah. Là mày túa ra là đem đèn được kia ghe chuồng được kia súng đây cũng đông lắm mày, chứ không một mình anh được nha, cũng đâu ba chiếc năm ba chiếc gì đó súng lại chạy ra. Yeah. Chạy ra là vớt đồ vớt người ta trước, cái đó là mình phải vớt người ta trước. Yeah, còn đồ đạc cái là bỏ sau rồi vớt người ta lên cho đủ thôi, còn hết còn ai nữa thì còn ai nữa thì vớt cho hết rồi mình mới vớt đồ đạc ghe chuồng gì đó. Cái nào nổi lên thì cái đó mình vớt. Như vậy là ban đêm á, sau mình kiểm soát được là bao nhiêu người Dương Hai? Mình hỏi chú ghe ta. Nhưng với mấy người nào còn á, lội đó thì mình ta la lên. Dạ dạ, cái yếu con á là mình quan sát sao mình biết gặp được cái người đó là sao á. Bởi vì ta chìm, ta cũng lội. Có người thì lội. Dạ. Có người thì đeo này, đeo kia. Dạ. Rồi đằng này hay thì bắt đầu giật máy rồi bơi. Hồi đó ít máy thì bơi. Súng là 3-4 người đó. Một xuồng ghe bự bơi ra tiếp. Có khi nào chứ? Dạ, có khi nào mình ra mình cứu không kịp mà đến nỗi mà thiệt mạng luôn Dương Hai? À, hồi đó thì cũng chưa thấy mà cũng có ngư. Chắc ngư. Mấy người mà không biết lội, người này nâng người kia đó là người biết lội thì nâng cái người không biết lội. Dạ. Thì cũng hụt thử ra không kịp thì cũng muốn gần cũng đuối hơi vậy đó. Dạ, vậy là bà con ở xa lại không ha. Chứ không có phải ở đây Dương Hai? Ở đây mình biết rồi đâu ấy, còn ở xa không à, chứ xa lại không à. Vậy là người ta có lại đền ơn mà không Dương Hai?
không, lúc đó người ta về rồi người ta qua quán học kinh này người ta đi dọt cho ta đâu có trở lại đời đền ơn mình không, gì đâu. Ý con là hỏi là một thời gian sau á. À không, thì yeah. Người ta về người ta cũng nghèo khổ, người ta mới đi khó khăn, người ta mới chở dưa đi bán không được á, chở dưa chở đồ bắp được kia đó. Dạ, như là chở cái, đi bán. Dương Hai ở đây là một người thợ lặn cũng rất là công việc làm rất là ý nghĩa, tại vì thấy cực khổ quá nhưng mà Dương Hai làm phước rất là nhiều luôn, cứu được nhiều bà con á. Có con người ra lôi lên gầu thì lên chuồng là nằm không đi không được đó, mệt á, muốn đứt hơi chứ không phải không. Dạ. Bởi vì lôi hụt hở rồi nước lúc lên nó sấy nữa, nó sấy nó rút rồi có ngựa chuồng luôn á. Dạ, có ngựa là không còn quần áo luôn. Vậy là chắc nặng quá anh ta tuột ra quá. Vì nặng quá ta tuột. Dạ. Tao phải tuột thôi. Kể ra cho dễ lội đó. Rồi cái nhẹ. Vậy nhẹ với người này nâng người kia nó cũng nhẹ. Dạ. Mà để như quần áo mình như cái ngày nó rút nước nó rút xuống rồi à. Ngay chân nó dòng nước sấy là nó rút xuống không chứ nó đâu có nổi lên như mình. Thấy cái hiện tại bây giờ nước nó chảy khá là xiết luôn. Nhưng mà mình lặn xuống dưới làm sao mà mình đúng một chỗ được, hả là nó trôi mình càng càng xa chứ ha. Nó trôi mình buông ra là nó trôi. Ở đó mình lặn xuống dưới mình phải có nắm cái gì. Mình bỏ cái neo, nó là một cái gì đó, cục sắt, cục đá gì đó cho chịu lên mình mới lặn xuống dưới được. Yeah. Nắm đó mình xuống lặn xuống dưới mình mới đi mò này mò kia được. Yeah. Chứ không mò bây giờ buông ra là nó trôi, nước chảy lại trôi à. Nước đứng cũng vậy nữa. Rồi mình lặn có không được, không có gì nắm mà không có gì hỗ trợ cho mình, nó nặng là không có làm gì được, nó nấu phình. Đó giờ bước hai có lặn cái ngôi biệt thự nó bị sập xuống ngay chân ngay dầm nào không hả? Có lặn đó. Mà ở trong đó là nó có cái đồ giá trị không? Tiền bạc rồi. Tiền bạc thì đồ đạc tao đem đi chân rồi. Tao đâu có đem đi dưới còn ở nhà không à. Lúc là nó sập á. Nó sập đó là bị găng trước. Găng tới 3 giờ sáng. Dạ. Yeah. Tao hay ra túa ra bắt đầu tao chuyển đồ kẹp là đi hết trơn luôn. Vậy là trong vòng mấy ngày nó mới sập lặn như thế? Ngày gửi. Yeah. Ngày gửi nó sụp, găng trước ngày gửi. Bỏ chuyển đồ đi. Là nhà cũng đâu, nhà cũng đâu ở đây nè. Đồ mà không đi về vào nhất mà lo chủ lo heo nữa. Dạ. Yeah. Anh vào nhất đó, là hô rồi là anh chuyển đồ đi trên. Vì mà nghe đồn đó là còn mấy chiếc xe SH trong đó nữa. Có ba chứ, nghe đồn ba chiếc xe. Mà không có chứ, không biết có chiếc xe SH nào mà không biết, nghe đồn nữa thôi. Chứ thực tế là chú không thấy. Vậy là tổng cộng ở khu này là bao nhiêu cái nhà xuống đây là như thế? 12 cái. Trời, 12 cái rồi. 12 cái. Nguyên vậy từ cái đó là đây là 12 cái khúc trống đó, 12 cái. Xuống sông trần, đẩy xuống đây trần. Còn người nào ngay nhà đúc á thì nó chìm. Còn ba nhà cây thì nổi. Nhà cây nổi là giờ bây giờ hiện tại dưới đáy này thì chỉ còn cái nhà đúc thôi. Còn nhưng mà nó cũng nhà biệt thự đó. Nhà biệt thự. Với cái nhà đúc của chủ nhà máy. Yeah. Nhưng mà nó cũng sức mẻ tùm lum hết hả? Banh chạnh ra mà, dưới bể chân. Nhưng mà còn cái sự thật thì còn ba chiếc xe trong đó thì mình chú Hai có từng lặn xuống dưới mà chắc cũng không có thấy chiếc xe. Có từng lặn dưới mà chưa có mò được. Dạ. Bởi vì tính mò, mình tính là mò có băng tải rồi. Dạ. Lấy băng tải lên rồi mình mới mò luôn ba chiếc xe kia. Mà không ngờ đâu, nổi lên rồi thì chủ nhà không cho. Không cho rồi mình mở mình buông luôn. Mọi dặn nghỉ lấy luôn. Chứ băng tải gì Dương Hai? Băng tải nhà máy. À vậy là ngay chân chỗ này cũng có nhà máy rồi. Có nhà máy lớn rồi, máy hồi xưa giờ mà. À vậy là con suy nghĩ là chắc cái xe nó còn cái cầu trong đó luôn. Nên đúng cái xe còn là nó cũng còn nguyên dưới đó. Dạ. Nó tụt xuống đó nằm đó. Rồi bây giờ cũng mấy ông clip mẹ ơi. Dạ. Phù sa nó lắp hết. Lắp bởi vì không phải phù sa nó không có lắp được mà bị nó bỏ bao cát á. Dạ. Không đưa bao cát cái tuốt mà này chừng khoảng 50 mét. Vậy là đưa bao cát như là cái biệt thự nó có vô trong đó không? Biệt thự ra ngoài nữa. Rồi biệt thự còn nằm tuốt ngoài. Tuốt ngoài nữa. Giống như cái bậc cấp nó chùi ra. Như cái mấy nhà này. À nó chùi ra. Chùi ra nó tới cái đất bằng. Dạ. Cái đất bằng là ông nằm đó. Dạ. Còn mấy ông này lại chỉ bao cát nằm đây thôi chứ ra đâu có tới cái biệt thự. Cái biệt thự kìa đụng hoài vậy. Dạ. Biệt thự đụng hoài. Nó nằm bình thường. Mình cào mình đụng cái ngôi nhà phải không? Dạ. Đụng cào dính ngôi nhà. Đó. Bây giờ cũng đóng gạch nguyên cái đóng gạch để giữ gần nó. Ủa gạch gì nữa? Cái ghe gạch cái chìm lắm đó. Kế đây nè. Nó mới dừng lặng đó. Vừa gạch ống ha. Gạch ống á. Gạch ống nó vô ấy đó rồi nó chạy bị xà lan đụng nó chìm. Dạ. Vậy là hôi ba cái gạch nói chung không có giá trị thì mình bỏ vô ha. Lặn dưới thấy nguy hiểm quá. Mình đâu có lấy đâu.
đâu có lấy, đâu có giá trị xuống nước rồi đem lên cũng đâu có ai mua đâu. Cái nghề của Dương Hai này tôi thấy nhắc giả, nhưng mà Dương Hai có khi nào mà Dương Hai chán, Dương Hai muốn bỏ cuộc Dương Hai? Mình nhiều khi mình cũng muốn lên bờ làm gì khác, mà khó khăn quá à, là thấy cũng lên bờ không vốn liếng, không đất ruộng nữa rồi mình cũng gắng đeo. Thì sau này là có bà con người ta có xảy ra chuyện gì thì mình giúp cho người ta, giúp cho bà con cô bác ra. Thấy Dương Hai cũng lớn tuổi rồi, tại vì thấy lặng muốn vất vả quá. Cũng còn ngấy lắm, vì cái mình muốn lên bờ mà lên cũng chưa được. Cũng eo hẹp quá, khó khăn quá rồi cũng gắng đeo. Vậy đeo chừng nào mình cảm thấy làm hết được thì mình hãy tính sao. Theo như cái ghe mà nó nằm ở giữa dòng sông Dầm Nao này, Dương Hai mình lặn khoảng chừng mấy bữa mới lấy lên toàn bộ cái ghe luôn? Hay là mình tìm cách mình lo vô sát mé mình mới... Cái đó rồi mình tìm cách mình đem vô. Như có ghe, như khi ghe không. Hay là ghe có chở đồ, cà đá, cát, chạch gì đó, rồi mình cũng tìm cách mình đem lên được. Dạ, chứ không phải là mình lấy tại chỗ luôn ha? Không, cái đó là mình lấy tại chỗ cũng được, mà điều đi sâu quá mình đâu có lấy tại chỗ được. Dạ. Bắt buộc mình phải gợi đi, lặn xuống dưới mình, ví dụ mình mò mình kiểm tra rồi đó, rồi mình cũng coi coi cái chỗ phương tiện nào mình đem lên được dễ mau lại cho ta. Rồi, trước tiên là mình kiểm tra, mình lai dắt vô bờ trước. Không có đâu, đâu mình phải cũng đem phi, đem đồ đội. Đổi ghề vô bờ từ từ. Rồi mình mới ghề vô bờ cho nó nổi lần lên mình mới lôi vô bờ. Chứ đó mình kéo vô bằng bá lan cái gì chứ hai? Rồi kéo máy mình. À, máy mình buộc vô tàu ha. Buộc vô đó mình lặn với cột vô bự đó. Dạ. Vô bắt đầu chắc ăn đó rồi ghe bự đó, máy bự đó rồi lôi. À vì con tưởng đâu mình bơm trực tiếp ở ngoài giữa sông vậy mà nổi lên được cũng hay. Ừ, đâu có làm được cái đó. Cái đó là mình lúc nào mình cũng phải ghề vô bờ hết. Bây giờ ở dưới ngoài này cũng còn chiếc tàu vòng. Kế cái biệt thự đó, ngay bốn đó, còn cái trang chỗ mình luôn, cái trang chỗ mình đang ngồi luôn. Nó ngay đây luôn, ngay đây ngang ra đó. Vì là chưa tìm cách lấy cái tàu này được. Cứ một lần có hai anh em nó lấy được, nó lấy chưa có được. Ba thằng. Nó bự không Dương Hai? Cái tàu vòng rồi đó, mấy ông già xưa nói cái tàu vòng ồi xà lan vòng cây thôi. Chứ giờ cũng chưa có biết. Mà tàu của hồi đó, hồi xưa đó. Tại bây giờ hiện tại đó, thằng em đặng kì đó là ra má hồng đó. Dạ. Nhưng là sâu hả, sâu như thế? Nó sâu với nó bệnh hay sao không biết, mà nó lặn kì đó là nó đem mấy chục cái phi gì đó mà nó rút cát hết trơn nhưng mà nó không lấy được. Đặng ra má hồng luôn. Ra máu luôn rồi, nó rút dây nó nghỉ luôn đó, nó bỏ luôn. Chú Hai có mà ước tính là cái giữa cái sông này nó khoảng bao nhiêu mét hay là độ sâu nó bao xa chú Hai? Bộ sâu bị đứng đó. Là cái chỗ 45 chỗ 50. 45 50 mét ha. Sâu nhất đó thì ngay bốn đó đó. Thì ngoài nhà ông đâu chút xíu, ngoài cái nhà như vậy đó. Ngoài nhà đó chút. Thì đây thì nó chùi ra tới đó là ngay chân cái này chân ngay cái cúng. Dạ. Này tôi có lặn rồi, từ đây qua bển qua đây là tôi có lặn rồi đó. Qua lặn lại ha. Chỉ là từ cái ngôi biệt thự này mà Dương Hai lặn tới bên cái bờ bên kia luôn. Mình lặn từ khúc. Thì đó lặn là cho mấy ông công trình lấy thí nghiệm đó. Dạ. Là lặn xa xa cái lặn bỏ cái đeo gì đó. Lặn xuống dưới lấy đất, lấy cá. Có gì lấy nấy. Lấy đất sét. Lấy đầy thôi, lấy đầy ngóng cái dây nè. Dây nè. Mới lớn nè. Có nắp đậy lại. Dạ. Lặn dưới hút đậy đó kêu lên rồi nó lên cái xa xa cái nhảy xuống lặn nữa. Chứ bên đây lặn qua bển cũng được. Vẫn được. Nhưng mà ghe mình đậu một chỗ gì có đủ dây không Dương Hai? Đủ. Mình phải đủ mình mới xuống dưới tới đất mới móc đất được. Vậy là mình trước khi nãy mình trừ hao dây trước ha. Ừ. Nhưng mà con cũng muốn hỏi là mình lặn đậu sâu như vậy mình có đủ cái hơi nén mà máy nó bơm cho mình không? Đủ mình xuống mới tới đất. Dạ. Là không đủ đâu có tới đất đâu. Là chứ nó có yếu hơi ha. Thí dụ yếu, nó cũng yếu thì mình lên ra lớn chút. Dạ. Vì máy tự động mà. Máy mình tự động mà mình phải lên ra lớn chút. Vậy là cái máy của Dương Hai là như cái máy bơm xe, rửa xe phải không Dương Hai? Bơm xe, rửa xe. Thì cái tia bơm đó, bơm xe rồi kia đó. Dạ. Ngoài này mình gắn xuống dưới ghe này rồi mình lặn, để lặn. Dạ. Tới 100 mét dây á. Dây lặn á. Dạ, như vậy là vừa ngậm như vậy rồi sao mà mình lấy hơi mình bơm vô cái phi được?
Chừng nào mình thở thì mình lấy ra, mình gắn vô miệng mình thở, rồi mình thở gọi thì bắt đầu đút vô cái phi. Dạ dạ. Đút vô phi lại. Thì gì thở gì thổi gì thở gì đút vô vậy đó. Lấy vô lấy ra, lấy vô lấy ra hoài vậy nè. Thì nào thí dụ mình nín hơi lại, mình đút vô. Dạ. Rồi chừng nào không mà hơi mình muốn hết rồi bắt đầu lấy ra, thở thở rồi đút vô lại. Nó cũng về cái gì đó mà biết mới được chứ không biết là nó nhân cá đúng no à. Bị đầy hơi luôn hả Dương ha? Đầy hơi luôn. Vậy là phải mất tập, chắc tập dữ lắm luôn á. Tập mấy năm mà. Tập mấy năm mà tập trong bờ. Cạn cạn từ 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 tập cho nó quen, quen rồi mình mới ra sâu được. Dạ, vậy là làm cái đồng tiền cũng rất dễ quá ha. Phải dễ đâu. Hàm lặn này chứ tập lặn này chứ đâu phải dễ, không xuống lặn không được. Dạ. Như cậu Tám mà đó, cái đó lặn mà đó không biết. Nó nổi luôn á. Không chết là mai anh ạ. Cái khi cái lúc mà Dương Hai lặn đầu tiên, Dương Hai có nó như là hơi bị run bị sợ gì không Dương Hai? Tại vì cái lần đầu tiên mình tập lặn mình lặn luôn á. Cái đó là mình bị gì đó giờ sống sông nước nó quen rồi. Yeah. Nửa đêm nửa hôm cũng làm rồi. Hồi đó thì ông bắt hai đáy đó. Hồi xưa đó ông chơi đáy đó. Một ngày là mấy ngàn giả cá linh đó nghe. Cái mùa tháng này nè, tháng này với tháng 10. Là giờ còn hãng mắm không đó. Yeah. Con nghe nói là hãng nước mắm đó hiện tại bây giờ dưới đó cá nó chú trong đó nhiều lắm mình nghe. Ừ, đó hãng mắm đó là cá nhiều. Dạ, cá gì lắm. Dương Hai bữa nào Dương Hai lặn nó bắt cá không coi thử ra. Bữa nào lặn với một cá. Là sao? Cái hãng nước mắm mới chạy vô cái bồn á, nó xe cái bồn á. Yeah. Nó đổ cá cho ông ủ mắm. Ủ mắm. Nó xe vô nhất rồi đó. Dạ. Bây dài, khi bây dài nó nằm xuống nước không hay. Bây giờ nó lỡ hồi đó trên bờ. Hồi xưa là ở trên bờ. Lúc ông hai đáy bằng là gì chứ ông bằng nó ha là nước chảy đó ha, cái phi đó phi đáy lại hô rồi nước ông liệt ngang là ngang gần cổ như khi lúc đầu. Ủa là sao ta, nước lại xuống rồi nè. À vậy nước sấy nó quặn ha, nước sấy á nó đạp qua diện cái sấy xuống nó đưa như lúc cái cặp phi xuống dưới á. Yeah. Giống như mình cái quặn mình đổ nước cái nó rút xuống dưới xuống dưới nó rút lại xuống rồi nè. Yeah, phi đáy mà nặng đó gì mình eo hay nó lại xuống rồi nè, lại xuống dưới á. Yeah. Lúc mà đang tháo được kia đó ha, đang tháo này sóc ngánh lên nhưng mà tháo đó đang mà giặt đáy được kia đó ha, là ông tràn qua cái một là cả như mạnh nào nó lội đi. Con nghe nói là mà mỗi một lần có chừng tiếng hay tiếng đổ lần xuồng cá không có nhìn hay thôi thì tiếng gì vài chục phút à, cá quá nghe mùi cá linh ha. Hồi đó mình đáy là cả như dữ dằn luôn, ghe đục mà lại không kịp mà mấy chục chiếc á. Yeah. Ghe đục lớn á, ghe lớn nha, là chở mày Cần Thơ Vĩnh Long rồi chở dập dập chở không kịp mà sốc nghe gì sốc lúc mà ông chảy rồi ha, sốc sát lại luôn nè, hai cái miệng nó sát gì gì nè, mở dưới dẫn đổ bình thường, còn cá nó nhảy như trời mưa đó, bị nhờ dây mình căng ngang rồi nè. Dạ. Chịu lại đó, trời ơi nhảy không nhảy ra trời mưa đó. Chứ không phải là ít, hồi xưa cá dữ lắm. Giờ cá là không còn luôn á ba hai, bây giờ là hết rồi, giờ hết rồi. Cá linh xa nước nổi về còn dễ. Nó nổi trễ bởi vì từ ngày xong mới công mà nó đắp tới giờ là thường thường tôi nói rẻ như cái linh mà bây giờ cá linh nó mắc bà cố luôn mấy vậy, mấy trăm ngàn ký à, giờ có mấy bạn gì coi nó còn trái đáy gì kìa, mấy cái đáy thì đã về còn dưới như này bây giờ nó chảy như cá non không gầy, giờ này còn chảy không nha, còn mà chắc này nước lớn này, nước lớn này không cá. Ban đêm có để đèn không? Có. Dạ để đèn đầy đủ. Dạ phải nãy chạy xuống tới đáy luôn nha, tại vì người nước chỗ này nó nghỉ rồi. Dạ. Vậy là canh theo nước ha, canh theo nước, nước rồng mạnh á. Dạ, nhưng mà như Dương Hai lúc cái hạ nước mắm mà nó bị tuột nó cũng sập xuống ngay dầm nao này, Dương Hai có chứng kiến không? Có. Nó từ 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 là nó chùi xuống. Mà nó có dấu hiệu gì trước không mà để biết mình tránh đó là nó bị nó chùi nhẹ. Dạ. Có hồi lúc đó nó cũng hơi cạn. Dạ. Mấy năm trước là cái hãng mắm mà ghe chạy lên mơ là bị cạn hoài á. Hướng cạn hoài à. Dạ. Có mấy năm nay là ngày sâu xuống mà bây giờ mới quận nước xuống sâu rồi. Chứ thời gian là năm trước là cả như ghe lứa là chạy ngang là mà cạn lũng luôn giống vậy, chạy ngang lũng luôn. Hiện tại bây giờ chắc nó thay đổi dòng chảy quá, tại vì con thấy trên kia bây giờ hiện tại giờ đang nổi cồn mất. Ừ. Nổi ra cũng được luôn á, thay đổi dòng chảy ra ngày với giờ yếu nữa. Bây giờ mình đi đầu nguồn đây chỉ có sông Mê Công mà nó xả xuống rồi mới có cá chứ còn không à. Sông Mê Công nó không xả. Ghe nó chở khẩm kìa, quá khẩm luôn, cái mũi khẩm kìa.
có chiếc nó chở lặn qua lặn lại mỗi luôn, quá cố không quá sát kể vậy đó. Giờ này tối mình quay không được cũng tiếc nha. Sắt mà không hai cái sắt nó có cái phình ở trong á. Nói bây giờ còn mũi lên không chả thì Dương Hai đây thì ngày hôm nay cho biết tên Dương Hai nghe quý vị. Dương Hai tên Sắt. Hiện nay Dương Hai nhiêu tuổi Dương Hai? 57 tuổi. Dương Hai 57 tuổi thì làm nghề thợ lặn nhiêu năm con quên Dương Hai? 20 năm. Làm nghề thợ lặn 20 năm, duy trì nghề thợ lặn 20 năm ở khu vực sông Dầu Nâu này á. Một là giúp đỡ bà con cứu người những cái bà con mà hoạn nạn trên sông đó thì cũng làm một số điều như làm phước á. Còn thứ hai là Dương Hai chia sẻ rất là thật tình, không có gì giả dối cũng như thêm mắm thêm muối gì đây chứ á. Thì quý vị nào không tin đó thì cứ tiến thẳng đến Dầu Nâu. Hiện tại bây giờ Dương Hai cũng ở ngay chân khu vực mà gần Dầm Sấy luôn, thì ở đây gọi là ở dưới cồn. Dưới cồn còn một số bà con thì gọi là ở dưới đảo đó quý vị. Thì quý vị có đến thì cứ liên hệ qua kênh Hoàng Đệ, thì Hoàng Đệ chẳng có quý vị xem trực tiếp cái cảnh Dương Hai đi sông nước như thế nào, để quý vị có một số người không tin đó quý vị. Thì cảm ơn quý vị đã xem video ủng hộ ạ. Chân thành cảm ơn quý vị. Rồi con chào tạm biệt Dương Hai. Dạ mình đi vô bờ thôi. Ở những cái trung gian vòng vòng mình á thì nó có một số người biết, một số người thì nó không. Còn mấy người miền ngoài á, mấy người